Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của dòng các dòng xe Toyota ở thời điểm tháng 5 năm 2023 này. Thì cụ thể trước mắt chúng ta đây sẽ là chiếc xe Toyota Vios phiên bản 1.5G phiên bản 2023 màu đỏ. Và hôm nay em sẽ báo giá cho anh chị cái giá bán của tất cả các phiên bản Vios trong thời điểm tháng 5 năm 2023 này. Thì Vios mới được cập nhật đến phiên bản gần đây thôi, thời điểm đầu tháng 5, và giá bán của ba phiên bản. Đầu tiên thì về các phiên bản thì vẫn được phân phối tại thị trường Việt Nam là ba phiên bản là 1.5G, 1.5E CVT và 1.5 EMT, và các màu sắc thì cũng được giữ gần hầu như là giữ nguyên so với cả phiên bản 2022. Tuy nhiên là cái giá bán đã được giảm đi, mà cái option của xe đã được nâng lên khá là nhiều. Cụ thể thì em sẽ để ở phần sau của video. Còn đầu tiên thì về giá bán thì chiếc xe lần lượt các phiên bản như sau. Đầu tiên là chiếc xe trước mắt chúng ta đây, phiên bản 1.5G sẽ có giá niêm yết vẫn giữ nguyên là 592 triệu. Và thời điểm hiện tại thì bên em đang hỗ trợ cho cả ba phiên bản để gói hỗ trợ cả phụ kiện và bảo hiểm và tiền mặt, nó sẽ rơi được khoảng tầm 30 triệu. Và với cái ưu đãi như bên trên ý, thì lăn bánh của dòng xe Vios nó sẽ rơi vào khoảng 630 đến 640 bản G. Còn để trả góp thì anh chị cần chuẩn bị cho em khoảng tầm gần 190. Phiên bản thứ hai là phiên bản ECVT thì có giá niêm yết đã được giảm từ 542 triệu xuống còn 552 triệu. Và với ưu đãi như vừa rồi em có báo thì lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng 570. Và lăn bánh thì anh chị cần chuẩn bị cho em khoảng tầm 170 triệu. Còn phiên bản cuối cùng, phiên bản số sàn duy nhất có giá niêm yết giảm từ 489 còn 479, giảm 10 triệu đồng giá niêm yết. Và với ưu đãi bên trên thì giá lăn bánh còn khoảng 515 triệu, và lăn bánh anh chị cần chuẩn bị cho em khoảng 150. Vừa rồi thì em đã thông báo cho anh chị về cái giá bán của chiếc xe Toyota Vios phiên bản 2023 thời điểm tháng 5 năm 2023 này. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho anh chị thì các phiên bản đã thay đổi những gì. Thì đầu tiên ở trước mắt chúng ta đây là phiên bản 1.5G. Ở phần cả ba phiên bản sẽ được thay đổi những cái chi tiết như sau: mặt ca lăng phía trước là thay đổi này, cản sau thay đổi. Và cái ngôn ngữ này anh chị có thể ban đầu nhìn thì sẽ hơi lạ, tuy nhiên là mình nhìn càng lâu ấy, để một vài ngày sau anh chị nhìn lại thì sẽ rất là khỏe khoắn. Đặc biệt theo cá nhân em thì những cái màu như là màu đen ở bên cạnh đây, hoặc màu đỏ, hoặc là màu trắng ngọc trai, những cái màu nó sẽ tương phản với những cái mặt thay đổi, mặt ca lăng mở rộng và cái cản sau màu đen ấy, thì nó sẽ đẹp hơn so với những cái màu khác. Và nhìn cái bản này em thấy càng nhìn nó sẽ càng đẹp. Và cụ thể nó sẽ thay đổi như sau. Tuy nhiên đầu tiên là ở bản G thì sẽ có thay đổi là mặt ca lăng này, logo anh chị thấy là logo dạng 3D. Đồng thời với nó sẽ là phía sau nó sẽ phụ trách các cái tính năng trong cái gói an toàn Toyota Safety Sense, cái cảnh báo lệch làn đường rồi cảnh báo tiền va chạm, rồi ngoài ra thì cái cụm đèn này thì, cũng được thay đổi là đèn bi LED. Sương mù thì vẫn giữ là dạng LED, hai cảm biến trước vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên ở phần thân xe thì la răng vẫn giữ kích thước là 15 inch, tuy nhiên là cái họa tiết của nó đã được thành 6 la răng 6 chấu đơn. Nhiều anh chị là muốn có hỏi thắc mắc tại sao không nâng lên la răng 16, thì theo quan điểm cá nhân em thì có thể là với cái kích thước la răng 16 thì cái thành lốp nó sẽ bị mỏng đi, và với thiết kế như vậy thì có thể khiến chiếc xe Vios này ồn hơn. Thì nhà máy vẫn giữ cái kích thước 15 inch này. Còn ở phần đuôi xe thì cơ bản là cụm đèn vẫn giữ nguyên. Rồi cái có thay đổi duy nhất là cái cản sau được sơn thành màu nhựa nhám như thế này. Cái đèn có một số lưu ý là la răng của cả ba phiên bản đều như nhau, đèn của ba phiên bản đều như nhau. Còn phần nội thất thì sẽ có một chút thay đổi là thứ nhất là cái nội thất đã được thành nội thất màu đen. Ngày xưa thì là nội thất màu be, hiện tại nội thất màu đen, và ngoài ra được trang bị thêm một số tính năng như là màn hình được nâng lên 9 inch của bản G này. Còn hai phiên bản kia thì kích thước vẫn vậy. Và vừa rồi em có thông báo là cái chức năng Toyota Safety Sense ấy thì nó sẽ có cái điều chỉnh ở đây. Đầu tiên ở đây sẽ là cái cảm biến này, 6 cảm biến trước sau, chống chân trượt, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, nó được cài đặt ở đây. Còn đây là chi tiết về cái ghế của xe Vios. Thì nó có, theo cái bản hiện tại thì cái phong cách thiết kế ghế nó khá giống Camry. Nó có một cái đường dọc chỉ ở đây và được sơn màu khá thể thao. Cái dáng ghế hiện tại thì khá là thể thao, vẫn là ghế đục lỗ. Ở trên cánh cửa thì cũng là được, ở đây là miếng ốp da và được khâu chỉ màu vàng. Vô lăng cũng vậy, vô lăng mọc da, khâu chỉ vàng. Em sẽ để máy lên. Màn hình 9 inch ạ, dạng nổi. Vẫn là được trang bị 6 loa, 7 túi khí. Còn đây là hàng ghế thứ hai của xe. Có được trang bị 2 cổng sạc Type-C cho hàng ghế thứ hai anh chị ạ. Vừa rồi thì em đã thông báo cho anh chị về cái giá bán của các phiên bản xe thời điểm tháng 5 năm 2023 này, với các phiên bản của Vios. Thì anh chị nào cần em tư vấn thêm về các vấn đề như là trả góp, giá xe, lịch xe, màu xe thì có thể liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.